Ok, xin chào các bạn 2K5 nha Nên chủ đề của sở Thái Bình nha mấy em Sở này là mới thi 2 ngày trước Mới thi 2 ngày trước luôn nha Mới thi 2 ngày trước luôn nha à, Rất là mới á đề chuẩn cấu trúc của đề minh họa nha mấy em đề này anh thấy cũng được nhưng mà cái bài đọc bảy câu thì nó hơi dài á cũng phân loại á đề này thấy dài thường thường là có tầm bốn mặt thôi mấy em đề này có năm mặt lần nữa. À, lắm nha rồi anh chữa luôn nha chiến nha khô máu nha câu số 1 là phát âm theo phụ âm em phát âm theo phụ âm thôi thì con này dùng cái gì đây cái này là breath đúng không hơi thở đó. breath breath hơi thở Nhưng mà mình có ở đây nè breath thì nó là cái âm uh, âm sờ nha Hôm nay em, press, 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 âm sờ. Còn mấy kia làm đỏ Press Như là chữ Là there 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 Đó Âm D there. there I'll be there There Do gì đó Do cũng vậy luôn Do 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 Nên câu này là câu A nha Này câu A em Câu này là câu A cái này câu A nha. Câu lại làm uh, D. There do, These Rồi câu số 2, arrive, include, encide, online. Rồi câu B nha, include. Vậy em. Còn lại làm A, include. Làm B, còn lại làm A, arrive, encide, online. Rồi tiếp luôn, câu số 3, số 4 là về trọng âm. My parent, disease, weather, paper. Câu này là câu B Disease là những âm 2 Còn là 1 Parent, weather, paper Parent, weather, paper Âm 1, câu B là âm 2 Câu số 4 Countryman, stadium, disaster Và câu C này Disaster, âm 2 Còn lại là âm 1 Countryman, stadium, habitat Âm 1, câu C là âm 2 Disaster Rồi, tiếp luôn nha mấy em Điết luôn nha Câu số 5 là về từ vận Con này thấy dễ Từ vận hay dễ nè Our Venture Club Cái câu lạc bộ tình nguyện của chúng ta nhận được Gì đây? Nhìn đáp án là biết câu D đúng không? Donations Là tiền quyên góp á Donations Nhận được số tiền quyên góp rất là lớn Từ học sinh và bố mẹ của họ Từ học sinh và bố mẹ câu D, donations, cái tiền quyên góp Còn câu A là cái tiền quyên góp như là vô mấy cái tổ chức á Hay là hội từ thiện á Câu A kinh nghiệm mà Câu B là ít Câu C là ưu điểm Advantages Thì câu này là câu D, donations Rồi tiếp luôn nha, câu số 6 Ở đây em coi cái này mình dùng cái gì Để ý đây là danh từ số nhiều Câu này là về dạng lượng từ thì để ý đây là danh từ số nhiều mình dùng cái gì mấy em thì mấy em nhớ cho anh á danh từ số nhiều và danh từ không biết được là có hai trường hợp nếu mà mình nói chung chung là không dùng mạo từ còn xác định cụ thể về đặc điểm vị trí là mình sẽ dùng mạo từ đờ thì ở đây con này mấy em thấy thành phố lớn này có xác định chưa chỉ nói thành phố lớn chung chung thôi đúng không chưa có xác định chung chung đây là rỗng nha nói chung chung mấy em không dùng mạo từ còn khi nào xác định cụ thể về đặc điểm vị trí là sẽ dùng mạo từ đờ thì này nói chung chung là rỗng thôi ud evolution những không khí thì ngày càng nghiêm trọng hơn ở những thành phố lớn như là Hà Nội và Beijing, Bắc Kinh à. câu D. Rồi tiếp luôn nha câu số 7 cô ấy thì rất là depressed, rất là thất vọng, rất là buồn, rất là buồn cả ngày nhưng mà cô ấy bắt đầu sao vui lên nè à? Sau khi cô ấy biết là cô ấy được thăng chức, she was promoted. Thì ở đây là vui lên là câu B nha. Cheer up là vui lên mấy em. Become happier, become cheerful đó cô ấy buồn cả ngày nhưng cô ấy đã bắt đầu vui lên sau khi nghe tin là được thăng chức còn cô a break up mình dịch là chia tay á hay là ly dị à break up kiểu chia tay hay là ly dị cô c take up kiểu như là bắt đầu một cái sở thích rồi ví dụ i will take up golf next month tôi sẽ bắt đầu chơi golf tháng sau cô d turn up là xuất hiện rồi hay là bằng to nha thì con này là cô b nhé rồi câu số 8 đoan chum đoan chum là ở đây có đuôi này chuẩn hi thôi Isn't hi Isn't he hi nha ở đây mình không dùng câu b được nha nhớ câu hỏi đuôi là phải ở dạng viết tắt nên câu này là câu d rồi câu số 9 đây là về mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian cái này mấy em à, làm quen rồi ở có tương lai đơn thì tương lai nó sẽ phối với ở đây là hiện tại đơn hoặc là hiện tại anh thành nhá d em, nhớ nha tương lai ở đây thường nó phối với hiện tại đơn hoặc là hiện tại anh thành thôi ô d không có dùng quá khứ ở đây nha hội thảo sẽ bắt đầu ngay khi những người tham gia đến thì câu này là câu d rồi tiếp luôn nha câu số 10 by many customers by cộng với tên ngữ là dấu hiệu của câu bị động như là câu d thôi will be bought sẽ được mua công ty hy vọng là sở mới của họ sẽ được mua bởi nhiều khách hàng câu d will be bought câu số 11 an important rule một cái uh, quy tắc quan trọng trong gia đình của team là họ phải gì đây ở đây bay không phải là trả tiền đâu nhé mấy em bay visit ở đây không phải là trả tiền em nhớ rằng có một cái collocation là bay a visit bay a visit to somebody something cái này mình dành là ghé thăm ai đó đó bay a visit to somebody something bay a visit to somebody something là ghé thăm ai đó thì ở đây uh, mình sẽ có cái cụm đó là gì À, ghé thăm thì ghé thăm thường xuyên đúng không thường xuyên thì thường xuyên đều đặn nên em coi dùng chữ nào được đây là câu c nha regular visits nhớ nha mình có collocation là regular visit luôn regular visits đó Những cái cụ ghé thăm đều đặn thường xuyên thì câu này cũng c một cái quy tắc quan trọng trong gia đình của team là họ phải ghé thăm thường xuyên ông bà ở trong vùng nông thôn này cũng c câu a là bình thường rồi còn câu B câu D bằng nghĩa nhau mấy em Customary với usual là thường thấy á Customary với usual thường thấy Câu này là câu C Regular đều đặn thường xuyên Rồi câu số 12 Đây dùng cái gì mấy em Sally thì bất đồng với cái quyết định của ban giám đốc Như vậy cô ấy nghỉ việc đúng không Bất đồng mà Và đi làm ở công ty khác Thì nghỉ việc ở đây là câu D Reside Câu này câu D em Reside từ chức hay là nghỉ việc á Này câu D nha Resign Câu A là nghỉ hưu rồi Câu B, câu C là sa thải à Fire với check là sa thải Rồi câu số 13 là mấy em hãy thấy... Nhìn nè, động từ nhất là động từ dance Động thứ hai là has gone Thì hai động từ trong câu bắt buộc phải dùng Mình đều không hại đúng không Hai động từ trong câu bắt buộc phải dùng mình đều hại Thế đây là rút gọn mình đều hại đúng không Rút gọn mình đều hại dùng Dùng gì mấy em ở đây celebrities là người nổi tiếng Người nổi tiếng là phải nhảy đúng không? thì chủ động mà câu D Dancing Ở đây là rút gọn mình đều hệ dùng với binh Ở đây nó bằng như who dance mấy em Dancing ở đây nó bằng như who dance nha Là người nhảy Người nhảy Giống như là rút gọn mình đều hệ dùng binh Dùng khi động từ mấy nghĩa chủ động nhá Thì con này là câu D Dancing là những cái video mà người nổi tiếng nhảy uh, dance to something nhảy trong cái si tình bản si tình của ca uh, sĩ nhạc bớt của Việt Nam Hoàng Sĩ Linh tạo Đó là, đã go viral rất, là, rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc và Trung Quốc và nhiều quốc gia khác thì con này cũng đê nha ở đây em nhớ là nó phải thể cho celebrities nha thì chất nguyên cái mình đều hệ đây nè nguyên cục này gọi là mình đều hệ là cho chữ dancing vô đây nha which dance a uh, chứ who dance á là nguyên cái cục này là nó uh, who dance nguyên cục này nó sẽ bổ nghĩa cho cái danh từ celebrity thôi thì động từ uh, has gone viral ở đây nó là phải chia chủ ngữ chính là video á cái video là video phổ biến thôi còn ở đây động từ thì phải chia theo celebrity nha nhớ nha động từ ở đây phải chia celebrity bởi vì nguyên cái cục mình đều có ở đây nè nó sẽ bổ nghĩa cho danh từ trước là celebrity còn cái has gone ở đây là chữ yeah, giữa chính là videos đó là những cái video mà người nói tiếng nhảy gì đó thì đã nổi tiếng rồi là câu d rồi tiếp luôn nha mấy em câu số 14 ở đây try có hai trường hợp là try to và try win try to mà giờ là cố gắng làm gì còn try win là thử làm gì rồi thì cái câu này là try to thôi nha cố gắng câu d in the sustainable agriculture trong cái uh, nông nghiệp bền vững thì những người nông dân cố gắng là hạn chế việc sử dụng hóa chất và uh, phân bón à ok mười 15 chỉ thì có xin chỉ thì ở đây có xin trước xin chiên tàn thành sau xin chia quá khứ đơn thôi con a finished câu số 16 ở đây là về từ loại ở đây có giới từ thì mấy em nhớ là giới từ sẽ đi với danh từ nhá giới từ đi với danh từ là câu c relaxation đối với nhiều đứa trẻ thì chơi trò chơi máy tính là một, cái hình thức thư giãn câu 7 cái chữ đen là dấu hiệu của so sánh hơn so sánh hơn thì đây là câu a more expensive câu a nha xe rolls royce thì thường đắt hơn xe toyota câu 18 responsible đi với for chịu trách nhiệm cho quản lý thì chịu trách nhiệm trực tiếp cho việc điều hành hiệu quả cái văn phòng câu số 19 chín idiom này dùng như em thì em nhớ cho anh mình có một cái uh, idiom là upset the apple cart nha. nhớ nha upset the apple cart ghi lại nha upset the apple cart cart là cái xe xe ngựa xe ngựa táo cái này kiểu như là to uh, spoil a plan kiểu như làm hỏng kế hoạch đó em làm hỏng kế hoạch nha to spoil a plan là năm thành viên trong nhóm muốn đi viên uh, trong nhóm muốn đi chơi Himalayas nhưng mà Charles một thành viên là làm hỏng kế hoạch bằng việc từ chối đi đó thì con này là của B em nhớ dành cái idiom này upset the apple cart là làm hỏng kế hoạch rồi tiếp luôn nha em thấy anh có nói nhanh quá không có hát mắt con đảo trên mấy em mắc mắt con đảo trên đâu lên nha, sắp xây rồi à, tiếp luôn nha mấy em anh sửa tiếp luôn cái uh, phần này nha à, có 20 hai học sinh đang nói về phở, À này phở chứ phở, một món ăn của người Việt Nam thì chết đó gì đây tôi nghĩ là một trong những cái thức ăn mà phổ biến nhất của người Việt Nam là phở đây Uh, Ted như đang khen uh, món ăn Việt Nam tỏ gì đó thì nói nó gì đây mọi người uh, mọi người uh, thích nó bởi vì nó rất là ngon mọi người thích nó bởi vì nó rất là ngon thì đây là K cũng khen luôn thì là khay đồng ý ý kiến của chat đồng ý thì con này là câu b I cứ agree with you more I could agree with you more tôi không phải đồng ý với bạn hơn thì con này là câu b nhá câu d là không có chi à nó là all. Câu A tôi hoàn toàn phản đối Câu số 21 Nga và Daisy đang nhìn vào các quảng cáo cho những câu lạc bộ khác nhau ở trường đại học của họ Thì Nga nói gì đây? Họ vào Discord Cái này thì như thế nào? Bạn thích trở thành MC hay không? Rồi à, thì Daisy đáp lại sao mấy em? Thì câu này câu A nha Là chính xác nhất You are joking Oh no You are joking Bạn đang nói đùa Tôi ghét phải đứng trước mọi người thì cái cụm uh, you are joking bạn, bạn, đang đùa thì cũng như là mình nói khi mà mình chơi bất ngờ á hoặc là mình không tin cái điều đó là đúng nhớ nha cái cụm you are joking á kiểu như là bạn nó đùa là nói là mình rất là bất ngờ mà mình không tin cái điều đó là đúng đâu kiểu như là Daisy nói là tôi uh, làm sao làm cái nghề này được à, tôi ghét đứng trước mặt mọi người mà thì làm MC là phải đứng trước nhiều người câu b được bận tâm đi câu lạc bộ tới nay đi câu c tôi hết cái poster nhất không liên quan Cô D, oh no, oh không, tôi không phải người nói, tôi là người lắng nghe Tự nhiên cái câu này nó không liên quan đến cái câu đề lắm nha Tự nhiên tôi là người lắng nghe là sao? Không phải người nói, không phải nha, đây là câu A Rồi, tiếp luôn nha mấy em, tiếp luôn nhé à, câu 22 trái nghĩa Many private businesses Nhiều doanh nghiệp à uh, ri... Nhiều doanh nghiệp tư nhân à? Nhiều doanh nghiệp tư nhân trong đất nước tham gia vào những cái dự án afforestation như là một cái min of, như là một cái phương tiện làm giảm lượng CO2 thải ra của công ty. Thì mấy em nói afforestation là gì đây? Trồng rừng đúng không? Afforestation kiểu như là trồng rừng. Trồng rừng thì trái nghĩa lại là phá rừng. Phá rừng là câu C. Deforestation. Câu C nha. Deforestation là cái nạn phá rừng. Câu A. Forestry là lâm nghiệp à. Forestry là lâm nghiệp Câu B Reforestation là tái trồng rừng à, Cái này nó khác chữ này Cái Overstation là trồng rừng có nghĩa là trồng ở một cái vùng đất nào đó thôi Nói chung chung Nhưng mà cái Reforestation đó Tái trồng rừng có nghĩa là sẽ trồng rừng ở cái chỗ mà đã từng có có cây đúng không em Nhưng mà bị phá hủy á thì lúc đó mình sẽ dùng reforestation nha trồng rừng cái nơi mà đã từng có cây rồi nhưng mà bị phá hủy câu d là trồng rừng rồi forestation thì trái nghĩa là cô B cô C chứ à, 23 anh ấy nghĩ là cái phản hồi của Chanet thì một chút gì đó fishy fish là con cá fishy là giống cá hả dường như là fishy à, vì vậy anh ấy uh, nghiên cứu một chút về cái vai trò của cô ấy trong công ty thì em đón fishy là gì á anh ấy nghĩ là phản hồi của Janet là một chút gì đó fishy thì vậy anh ấy uh, thăm dò nghiên cứu khảo sát điều tra à điều tra chứ điều tra để điều tra vai trò của trong công ty thì em đoán cái này kiểu như là nghĩ là cái phản hồi là chút gì đó nghi ngờ đúng không kiểu nghi ngờ cái C mình đoán kiểu như là nghi ngờ nên ổng mới điều tra nghi ngờ thì trái nghĩa lại là trung thật thành thật câu d honest trung thật nha câu a là nghi ngờ này. suspicious câu b là trung thành này. câu c là không trung thành ấn thì câu này là câu d rồi tiếp tục nha mấy em Tiếp luôn nha, khô mẫu nha, khô máu, khô máu. Câu số 24, Cambridge là một cái nơi rất là ideal, rất là lý tưởng, học tiếng Anh. Đó là một cái thành phố rất là đẹp và hospitable. Với những cái institutions, những cái cơ sở cho việc giảng dạy ngôn ngữ học chất lượng cao. Hospitable, mấy em đoán, giống như là hiếu khách á. Thân thiện, hiếu khách, hospitable. Hiếu khách, thân thiện, đồng nghĩa là câu C, Bradley. Câu C nha, thân thiện, câu A tự nhiên À. Khu B là đáng chú ý Nó tuyệt sơ bộ là xấu xí rồi 25 Tôi dự định là đề cập cái argument Đề cập cái cuộc tranh cãi chúng tôi có vào tối qua Nhưng mà tôi quyết định là Để con chó nằm yên Họ đang đón em Là tôi, tôi tôi, tôi dự định là tôi uh, Đề cập cái cuộc tranh cãi chúng tôi có vào tối qua Nhưng tôi quyết định là sao Tự như con chó, con chó đang ngủ mà mình không mình 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 để cho nó nằm tiếp thì mình chỉ như mình lờ đi thôi ta đúng không nhưng tôi để là lờ đi lờ đi vấn đề là câu b ignore a problem nhá đúng không để con chó đang ngủ nằm yên để nó ngủ tiếp á đừng có làm phá bệnh đó đừng có làm một màu, màu. À, kiểu lờ đi cái vấn đề ignore a problem có ai nói dối ai đó rồi à? cô c để đó một mình à? <laughs> cái này không phải à? cái idea này cô b mới đúng không? Câu D là quấy rối ai đó Disturb somebody Rồi à, câu 26 Not allow Không được phép Sử dụng thông tin cá nhân Thì đây dùng motion mấy em Câu A nha Motion use Thì câu này là câu A Câu 27 Và Proud lần cuối cùng Đi chuyến đi tới Hà Nội là 2 năm trước Thì viết lại là đã không đi chuyến đi được 2 năm rồi Câu D Hasn't gone Nghe câu U D nha Rồi tiếp luôn nha Đã không đi rồi Nói chung là giống phô điệu họa nên mấy con này nó quen quen mấy em 28 Tường thuật câu hỏi có từ để hỏi Mấy em cứ nhớ là đổi ngôi Rồi thì Rồi từ thời gian này trốn Nhớ là phải là chủ ngữ cộng as Cộng với Tân ngữ Cộng wh Cộng s cộng verb Rồi thì nha Cộng s cộng verb rồi thì Nhớ nha Chủ ngữ ask, cộng as cộng tân ngữ W Uh, S verb lùi thì thì công thức uh, con A loại rồi nè câu uh, đề là hiện tại đơn lùi xuống quá khứ đơn và câu B luôn em câu B luôn nha câu B Trời tiếp luôn nha tiếp luôn tiếp luôn luôn anh em ơi vô 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 <laughs> rồi 29 luôn nha 29 luôn đi chén easy game 5 giây là ra liền ra con nào đây employee là mọi nhân viên nhìn sau đây. Mọi nhân viên thì được mong đợi là captain. Captain là kiểu thành uh, thạo á. có kỹ năng giỏi. Mọi nhân viên thì được mong đợi là thành thạo và industrial. Industrial là thuộc công nghiệp. Hay là mấy em nghe là industrial zone đó là khu công nghiệp. Đây sai chắc xơi rồi. Đây mình dùng chữ gì mấy em? Mình sẽ dùng chữ uh, industrial nha. Industrious là chăm chỉ á, là chăm chỉ nha, industrious là chăm chỉ, industrious chăm chỉ là mọi nhân viên thì được mong đợi là thành thạo và chăm chỉ bởi vì mức lương phụ thuộc vào cái mức độ năng suất. Tiếp luôn dương không hiểu lý. <cười> <cười> Ôi, bạn Dương không Lý có xem không? Anh à, đâu thấy đâu Nghe có nha Industrious Industrious Rồi, chấm chỉ nha Rồi, câu 30 Nó được đồn đoán là Brett và Kirsty đã bị cắt ra khỏi cái cast Cái dàn diễn viên á Cast bị cắt vai ra khỏi dàn diễn viên Chỉ bởi vì James không có thích họ Không có thích họ Đúng không? Ở đây, họ đây là Brett và KC em Red, và KC thì là đâm nha đâm à sao luôn hả <laughs> ok thì là đâm mấy em là đâm ra thấy do Red and KC á như hai người này bị cắt ra khỏi cái dàn diễn viên chỉ bởi vì là James không có thích đó đó dòng này đâm vai ở đây là sai thì em Words nè đi quá khứ đơn câu B là chi quá khứ luôn nha cái như hành động trong quá khứ thôi Nên câu này là câu uh, B like immediately chủ hành động trong quá khứ giống như kể lại uh, hành động trong quá khứ nên là câu B câu B nha like rồi tiếp luôn nha là khi bớt còn là một cậu bé nhỏ anh ấy thích uh, chơi trốn tìm anh xích thì được chơi và vẽ tranh ở đây um... Uh, không biết các bạn này chọn con C không nhưng mà tại sao con C đây là nguyên mẫu em chắc nhiều bạn thấy đây quá khứ đơn cái đây là chọn rồi quá khứ đơn luôn hả không phải ở đây thì chắc là cái gì like to play nè like to verb á like cộng với to verb nè kiểu muốn làm gì á thích chơi to verb thì tu cộng với, cộng với đồng tuyển mẫu thì phải đây cũng là đồng tuyển mẫu nha and ở đây cũng là đồng tuyển mẫu luôn bởi vì ở play đang chia nguyên mẫu á cấu trúc song song á nên con này là của b mới sai nha mấy em mới là đã bán á rồi tiếp luôn nha Để quá khứ đơn thôi câu số uh, 32 32 sai 32 chọn gì em câu số 32 I got myself comfortable and close my eyes tôi uh, cảm thấy bản thân thoải mái hả và nhắm mắt lại shortly after that à, không uh, ngay sau đó thì tôi nghe cái tiếng chuông báo thức rồi, cái chữ này thực chất nó cũng giống với chữ kiểu như chữ đen này. Nghe sau đó, tôi nghe tiếng chuông báo thức thì ở đây mấy em biết được là hành động thứ nhất xảy ra trước hành động thứ hai nha. Nghĩa là tôi vừa mới nhắm mắt thì chuông báo thức ren. Đó, là hành động thứ nhất xảy ra trước hành động thứ hai. Câu A là cấu trúc only when, trào ngữ với sau. Chỉ khi bây giờ là chỉ khi, câu A là chỉ khi tôi nghe tiếng chuông báo thức thì tôi mới nhắm mắt. Sai cái từ hành động mà. Nhắm mắt trước rồi mới uh, nghe tiếng chuông à cô B, scaly, Ở mấy em nhớ cấu trúc Skelly quen thì nó Đạo chữ quen đằng sau đây nha Ở chữ quen mấy em, đạo người với sau á Câu C là cấu trúc Hotly quen Nè ngay khi thì nè cô C đây đúng chứ mấy em Câu C đúng luôn nha Ngay khi tôi cảm thấy bản thân thoải mái và nhắm mắt Thì tôi nghe tiếng chuông mở thức á. cô D nó siêu đạo người với sau Giống với Only á Mãi cho đến khi Bây giờ là mãi cho đến khi đó. Mãi cho đến khi tôi nghe tiếng chuông báo thức thì tôi mới bước ra à, thì tôi mới nhắm mắt hả cô d giống con a rồi sai cái từ hành động nhá nên là cô c em nhớ công thức này nhá viết lại công thức uh, Hollywood hotly hoặc là scaly á cộng với hết chủ ngữ cộng với bay đi rồi nó sẽ cộng với quen chủ ngữ thì cộng với tôi đi đó nhớ nha Hollywood với uh, scaly quen còn cái only when với nó non về đảo như vậy còn s work well, nó sẽ đào ngược với sau Đó, cái này giờ là chỉ khi nha nhớ nha em only when với scale when là đào ngược với đầu quá khứ thành, thành với sau có khứ đơn ngay khi thì còn liên quan với nó chiều đảo như vậy à đảo với sau Rồi tiếp luôn nha Câu số 33 He isn't qualified Qualified là có năng lực á Anh ấy không có năng lực Anh ấy không được uh, giao những cái công việc quan trọng Ở đây hai vế đều là hiện tại đơn hết Thì đem em coi mình dùng cái gì Hai vế đều là hiện tại đơn hết Thì diễn tả tình huống trái với hiện tại Mình sẽ dùng điều kiện loại hai Thì con này là con nào đây C phải không C em? Sẽ nha. Nếu anh ấy có năng lực, anh ấy sẽ được giao những công việc quan trọng. Công A là nếu anh ấy có năng lực, anh ấy sẽ được không giao, anh ấy sẽ không được giao hả? Sai nghĩa rồi. Câu B lộ 1 đây là sai nha. Câu D là if only dùng trong câu ước à, giá mà anh ấy có năng lực và sẽ không được giao công việc là sai. Câu C. Rồi, tiếp luôn nha. Sửa luôn bài đọc điền với em. Sửa luôn bài đọc điền nha. Chuyển luôn nha sử dụng bài đọc điền bài đọc điền này hình như có thấy là ra trong đề nào rồi phải rồi is it possible to buy an air certificate liệu nó có khả thi để mua một cái chứng chỉ arrow hay không thì buy an air certificate mua một cái chứng chỉ arrow và get rid reader loại bỏ những cái khó khăn để đạt được số điểm cao Thames hấp dẫn nhiều thí sinh là bay này về lượng từ để nè money là danh từ không đếm được danh từ không đếm được thì đây mình dùng câu nào mấy em ở đây loại được câu a của d many với thì mấy em nhớ cho anh là nó cộng với danh từ số nhiều nha many với là cộng với danh từ số nhiều còn câu c a à, loss ở đây là sai mấy em loss thì mấy em nhớ chỉ có uh, loss gì ta loss of loss of hoặc là a lot of nha chứ không có lots em lots of hoặc là a lot of thì nó sẽ cộng với danh từ số nhiều hoặc là danh từ không đếm được nên cô c loại luôn nên cô b nha a radio of something nó sẽ cộng với danh từ không đếm được a radio of something đó là đặc điểm ca hấp dẫn nhiều thí sinh là trả rất nhiều tiền và tránh cái hassle tránh cái rắc rối khi mà tham gia kỳ thi nhưng unsurprisingly không bất ngờ là bất cứ nơi nào mà có nhu cầu thì có froster những kẻ lừa đảo froster chỉ vật ở đây à... nó phải tròn chủ ngữ nữa dùng hôn thôi hay... ôi à, lộn lộn froster những người chứ kẻ lừa đảo có những kẻ lừa đảo người mà sẵn sàng đúng không kẻ lừa đảo thì chỉ người rồi người hay là câu bm hu nha hu 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 có những kẻ lừa đảo người mà sẵn sàng take advantage of tận dụng cái tình huống này trong bất kỳ cách khả thi nào đó là b, em u rồi à, tiếp luôn nha câu tiếp theo đó là có những cái lừa đảo sẵn sàng tận dụng cơ hội à. is it possible thì liệu nó có khả thi để mua cái chứng chỉ IELTS hay không cái câu trả lời ngắn gọn là no một trong những lý do mà cái kỳ thi IELTS được công nhận là cái bài kiểm tra ngôn ngữ quốc tế đáng tin cậy nhất trên thế giới luôn quá ghê gớm nên tin cậy nhất luôn nha là sao em à, anh nghĩ câu này dễ à? ở trong những lý do mà kia được xem là cái à, bà kiểm tra ngôn ngữ án à, tin cậy nhất thế giới nằm ở chỗ cái những cái giải pháp an ninh à, rất là cao đúng không nằm ở chỗ nhưng cái lý do nằm ở chỗ đó. nằm ở chỗ thì abcd là nằm nằm thì chắc là câu c đúng không like là nằm em nó nghĩa là nằm nha thực chất câu này là à, lie có nghĩa là nằm theo nghĩa đen á kiểu như là mình nằm trên giường á nhưng mà lie ở đây là thực chất câu này là verb em verb ở đây là lie in something kiểu như là tồn tại á exist thực chất nó là verb lie in something kiểu như tồn tại á nằm ở chỗ nào Đó, à, cứ dịch là lie nằm cũng được lie in something nhé thường như là lý do là nằm ở chỗ cái uh, giải pháp an ninh rất là tuyệt rất là cao luôn á rồi tiếp luôn nha à, like ở đây không phải nói dối với em cái chữ like có hai trường hợp nha nó có thể là nằm hoặc là nói dối nha like nói dối thì khác rồi không có dùng ở đây ask đó là do tại sao hầu hết những cái tổ chức di trú và những cái trường đại học trên khắp thế giới có sự tự tin rất là lớn vào cái kết quả kỳ thi hơn nữa trong một vài năm gần đây thì những nhà tổ chức IELTS như là IDB và British Council Anh đã thực hiện những cái giải pháp uh, quyết liệt hơn. Rastic ở đây bây giờ quyết liệt á. Chắc mấy em nhớ cho anh mà có một cái collocation là Tech Measures. Áp dụng biện pháp. Người đã áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn để duy trì cái sự an toàn và... Duy trì sự an toàn. Một cái chữ gì đó cũng phải uh, gần gần với safety nè. Cái sự an toàn và cái gì mấy em? 37 Câu này là câu B nha. Em nhớ dành cái danh từ này, nó là hay credibility, mình dịch là uy tín. Credibility là uy tín nha. Cái uy tín á, uy tín. Uy tín của cái bài kiểm tra này. Còn câu A, availability mình dịch là cái sự có sẵn rồi. Câu C thì là hàng hóa, commodity là hàng hóa nha. Câu D thì là phẩm chất á, nó về cái phẩm chất tính cách, phẩm chất như một cái mà được nhiều người ngưỡng mộ lắm em đi chi cái phẩm chất Ê, cái này chỉ người nha đi lên chi là chỉ người mấy em không có dùng dùng với test ở đây nha này của b rồi áp à, dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn để duy trì cái sự an toàn và cái uy tín của bài test này thì những hành động như là dùng vân tay hay là chụp hình trong ngày thi rồi 38 rồi trong này là về liên từ em đọc cái đoạn trước là tác giả nói là sao là nhiều trường học trên thế giới tin tưởng hoàn toàn kết quả kỳ này luôn rồi còn nói gì nữa là những nhà tổ chức IELTS thì đang áp dụng các nghiêm ngặt rất là nhiều là vân tay photo chụp hình gì đó là nghiêm ngặt hơn rất là nhiều đúng không nên là đây là những cái lý do là nên mình là mình có thể tin tưởng được đúng không thì đây là câu C thôi therefore do đó nha kiểu như là an ninh rất là nghiêm ngặt do đó nó có thể được nói với absolute certainty nó có thể được nói với cái sự chắc chắn tuyệt đối là nó bất khả thi để mua được cái chứng chỉ EOS và bất cứ ai mà cho là bán chúng thì chắc chắn là một cái con artist con là lừa đảo con artist nghệ thuật nghệ, nghệ sĩ lừa đảo có nghĩa là người này là thường lừa đảo được nhiều người mấy em nên mình gọi là con artist nha nghệ sĩ lừa đảo mấy cái lừa đảo thường xuyên á sẵn sàng tận dụng cái này evity này EVT là sự ngây thơ và thỉnh thoảng là cái lòng tham của hy sinh greediness đó thì câu này cũng c câu a nevertheless là tuy nhiên em nevertheless là tuy nhiên à câu b là hơn nữa câu d là nếu không thì rồi tiếp luôn nha tiếp luôn nhé số luôn mà đọc hiểu năm câu mấy em mười năm câu luôn nha mười năm câu này thấy cũng được mấy em à, chat gpt cái chủ đề rất là quen thuộc đúng không chat gpt sau đây chat gpt là một cái mô hình ngôn ngữ ai là một cái mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi open ai thì nó là một cái uh, conversational ai model một cái mô hình trí tuệ nhân tạo nói chuyện mà được đào tạo uh, trong cái lượng lớn dữ liệu văn bản có nguồn gốc từ internet thì cái mà cho phép nó tạo ra cái human like text tạo ra cái gì em uh, văn bản giống con người và những cái chuỗi mô hình bla bla gì đó nó hơi chuyên ngành này đây nói chung mà em hay độ một tác giả đang giới thiệu về chat gpt là một cái gì đó mấy em mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo và ai sáng lập ra là công ty tên là open ai đúng không à, rồi nó làm được gì đó nó tạo ra cái văn bản giống con người rồi nó là làm con nào không ta đọc tiếp đoạn hai đúng em chat gpt thì fine tuned cho những cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo nói chuyện, fine tune là gì mấy em? fine tune, anh em em đoán rồi, chat GPT thì được fine tune cho những cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo nói chuyện như là chatbot, voice assistant nhìn đáp án này, wrap vô nè này, mấy em ráp đáp án ở BCD vô, cái nào hợp ngữ cảnh thì mình chọn nha. cái nào mấy em? như chat GPT được được điều chỉnh đúng không? tinh chỉnh, điều chỉnh cho những ứng dụng AI nói chuyện thì được điều chỉnh không? Điều chỉnh sửa là của B nha. Adjusted. Adjust là điều chỉnh đó. Tinh chỉnh. Điều chỉnh. Tinh chỉnh. Câu A sau modify là điều chỉnh âm thanh rồi. trong đâu mà đọc cái chữ này cũng ghi âm thanh nha. Câu C là bày tỏ quan điểm à. Voice. Câu D là từ chối à. Reject. Từ chối. Rồi tí luôn nha. Chat GPT thì được điều chỉnh cho những cái ứng dụng nói chuyện AI, chatbot, Uh, trợ lý ngôn ngữ à? trợ lý giọng nói và những cái tổ chức dịch vụ khách hàng thì cái mô đồ cái mô hình này có khả năng là hiểu được cái ngữ cảnh của cái cuộc nói chuyện và cái tạo ra những cái phản hồi phù hợp trong thời gian thực nó có thể trả lời câu hỏi tổng hợp văn bản cung cấp recommendations à? những cái lời khuyên và tham gia trong những cuộc nói chuyện thường thấy giữa các thứ khác Rồi, nói chung là chỗ này đừng đang nói về chat CVT em được tinh chỉnh cho những ứng dụng AI gì đó nó có thể uh, làm mấy cái thứ này anh thấy đây mình làm được cái câu ban chính này nè what is the main purpose of chat thì mấy em coi coi chỗ nào để cập tới cái main purpose mấy em chỗ nào đề cập tới cái mục uh, đích chính của chat gpt đây cái mục đích chính của chat là gì cái mục uh, đích chính của chat mục đích chính thì anh nghĩ đọc sau đoạn một đoạn hai là mấy em kiếm được rồi thì chắc nó là ở cặp ở đoạn một mấy em đầu tiên là em hãy là tác giả có nói là chat gpt là một cái mô hình ngôn ngữ ai phát triển với ở ai á là nó nguồn gốc nè nó là cái uh, mộ mô hình ai nói chuyện đào tạo bla bla cái mà đây là chỗ này nè đây 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 chỗ này mấy em cái mà cho phép nó sharing human client text cái mà cho phép nó tạo ra cái văn bản giống con người và những cái chuỗi mô hình gì đó thì đây là cái công dụng chính của nó liền nữa em nó tạo ra cái văn bản giống con người nha. Đó, là động một thôi. Cái động một giả đang giới thiệu á là nó được đào tạo bằng cái gì? dữ liệu trên mạng cho phép nó tạo ra cái văn bản giống con người. Thì ở đây là nói rõ mục đích chính của nó rồi. Thì là câu này là câu uh, C nha. To cherry human like text. Đây là câu C. Đó, tạo ra cái văn bản giống con người. Nên câu này là câu C. Tạo ra văn bản giống con người. Câu A classify images. Classify là phân loại rồi phân loại ảnh câu b là gì ta nhận diện uh... nhận diện ngôn ngữ à câu d là tổng hợp video không phải nha Đây, câu C em Đó, đề cập đồng hộ luôn em? Đây là cứ gì rõ nè, cứ như nó nguồn gốc nó một hồi là cho phép nó tạo ra cái văn bản giống con người gì đó Là mục chính của nó Là chỗ này là mục chính nha Rồi, uh, đọc tiếp đoạn 3 luôn em? One of the key strengths rồi những cái điểm mạnh chủ chủ chốt key strengths, một trong những cái điểm mạnh chủ chốt của ChatGPT là cái khả năng của nó trong việc tạo ra cái uh, văn bản giống con người. ồ này là điểm mạnh luôn rồi. à? Một cái chính là điểm mạnh luôn nè, đúng không? Một cái chính của ChatGPT là nó thành điểm mạnh luôn rồi, tạo ra cái uh, văn bản giống con người. Rồi, this allows it, điều này là cho phép uh, nó được sử dụng trong nhiều cái ứng dụng, bao gồm là dịch vụ khách hàng tạo ra nội dung sáng tạo nội dung và giải trí thì em thấy đây đang nói về một cái điểm mạnh của chat GPT là nó tạo ra cái văn bản nhóc con người thì cho phép nó được sử dụng ở nhiều ứng dụng khác nhau. bla thì cho phép nó thì chắc chắn là phải cho phép ứng dụng chat GPT đúng không? Cho phép cái chat GPT, em, cho phép cái chat GPT nha. Nên ở đây cái chữ X đó là thể cho chat GPT. Nên câu này là câu A nha còn lại công an hãy cho chat GPT rồi tiếp luôn nha đọc tiếp cái uh, chỗ này luôn the model thì cái uh, mô hình có thể cũng có thể được utilize cũng hay được sử dụng cho những cái công việc cụ thể hay là những cái lĩnh vực domains như là tài chính trong sức khỏe du lịch làm cho nó hiệu quả hơn rồi thì đoạn 3 tới giả nói về cái điểm mạnh của chat một cái điểm mạnh của chat GPT là tạo ra văn bản giống con người rồi tiếp đoạn cuối luôn nha. In conclusion, nói tóm lại thì ra đây, chat GPT là một cái mô ngôn ngữ à, à, rất là cao cấp À, à vẫn đang nói về chat GPT tiếp em. Thì nó có cái tiềm năng là cách bản hóa cái cách chúng ta tương tác với máy tính. Thì nó có thể tạo ra cả cái văn bản giống con người và phản hồi với rooms những cái gợi ý để nhắc hả? À, trong cái cách nói chuyện làm cho nó một cái lựa chọn hấp dẫn cho những doanh nghiệp và những nhà phát triển để tìm kiếm xây dựng những ứng dụng AI nói chuyện rồi dưới đây à uh, uh, mình làm được câu số uh, 42 em dễ nè ý nào sau đây là đúng về cái dữ liệu đào tạo của chat GPT ý nào sau đây là đúng về dữ liệu đào tạo của chat GPT đi ý nào em câu A là gì cái resource là cái dữ liệu này được lấy nguồn từ một cái lượng lớn dữ liệu văn bản từ internet à, con đúng luôn Easy gì em nó có nguồn gốc là cái lượng dữ liệu lớn trên uh, internet mấy em thì nó thì uh... cảm đây đúng không ta à, đây đúng rồi Để anh hai like màu khác nhá màu oh, uh... màu nào em màu hồng được không oh. oh no no à, ah. màu xanh dương đi ok xanh dương <laughs> nó hơi chói nha à, chỗ này mấy em <laughs> thì, à, thì thì chỗ này nha yeah. à, à, đâu, đâu rồi đây ta? là là một cái mô hình ai nói chuyện được đào tạo trên cái lượng lớn dữ liệu văn bản rất là khổng lồ mà có nguồn gốc từ internet đó là nó là cái dữ liệu là có nguồn gốc từ internet mấy em lượng lớn dữ liệu á nên con này là con a cô b lượng nhỏ dữ liệu là sai rồi cô b offline đó chứ UD lấy từ cái data từ cái uh, số lượng website hạn chế là sai rồi câu uh, 43 mươi ba luôn em câu bốn mươi ba tiêu đề à cái câu tiêu đề này cái câu tiêu đề này anh nghĩ là nhiều bạn sai nè cái câu kia nó dễ rồi nhưng mà câu tiêu đề thì dễ sai em tiêu đề là dễ sai nè em coi con này mình dùng cái gì đây câu tiêu đề này mình dùng cái gì để nha để nè um, À, mấy em nhớ đó, là sau này á là mấy em là mà đọc hiểu á mà cái câu tiêu đề để cưới chính là mình bắt buộc phải đọc cái đoạn một nha ai nói hiểu là cái đoạn một nó rất 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 là quan trọng mấy em cái đoạn khác hay không quan trọng là đoạn một nha đoạn một rất quan trọng luôn thì mấy em đọc kỹ cái đoạn một á nếu mà cái đoạn một thường mà nó không có đề cập thì cái chính không có đề cập trong đó đâu thì ở đây cái đoạn một là để đang nói về chat gpt đúng không là một cái mô hình ngôn ngữ trí tuệ nhân tạo mà phát triển bởi bên AI rồi nó được đào tạo cái gì đó cho phép nó tạo ra cái gì đó đó là đoạn một tác giả đang nói về cái chat GPT là được tạo ra bởi Open AI là nó có thể tạm... nó có thể làm cái gì đúng không rồi còn đoạn hay uh, hai thì sao tác giả nói thêm là chat GPT là ứng dụng trong nhiều thứ nó có thể làm bla 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 gì đó là công dụng của nó đoạn kế uh, thì nói về cái gì Ờ uh, nói về cái điểm mạnh một cái điểm mạnh của chat GPT là tạo ra văn bản giống con người. Rồi đoạn cuối thì nó là chat GPT là mô hình AI cấp cao gì đó, có thể cách mạng hóa, à, tạo ra cái gì đó là luôn. Thì chính ở đây mấy em thấy là tác giả chuyện nói về cái gì mấy em? Như em thấy là tác giả vẫn đang à, à, cung cấp những cái thông tin về chat GPT đúng không? kiểu như là nguồn gốc của nó là tạo ra bởi ai, nó có thể làm gì, à, điểm mạnh của nó một cái điểm mạnh của nó là gì, rồi đoạn cuối là nó có thể làm gì đó đó, nó có thể cách mạng hóa như tác giả đang cung cấp thông tin về cái chat GPT thôi nha nha kiểu như cung cấp thông tin giới thiệu về nó thôi nên cái câu 43 chính xác nhất là câu a, à, à, câu D chứ các bạn có biết câu D nó nói câu A câu D nha an introduction to open AI chat GPT thì quan trọng nhất là chữ này nè giới thiệu thôi cái nhiên là khai quát sơ lược về cái chat GPT phải không như tác giả đang giới thiệu sơ lược về chat GPT là của công ty Open AI đó kiểu giới thiệu sơ lược thôi nha còn câu A những sự tiến bộ của các la bla, bla cái này là sai dắt rồi không đề cập tới chat GPT còn câu B anh nghĩ là nhiều bạn sẽ chọn câu B nhưng mà mấy em nhớ kỹ cho anh là mình phải đọc cái đoạn một nha đây là câu B nói gì cái tiềm năng của chat GPT trong việc cách mạng hóa tương tác con người và máy tính thì cái tiềm năng này cái tiềm năng này nè mấy em coi có đề cập trong đoạn một không đoạn một chỉ nói là chat GPT là được tạo ra bởi OpenAI có thể làm gì hết chứ đâu có nói là cách mạng hóa bla bla đúng không không hề nói là cách mạng luôn á không có nói tiềm năng luôn nha cái này là vẫn chưa nói tiềm năng nha chưa nói tiềm năng luôn không phải rồi b cũng chỉ nói công dụng thôi à câu c điểm mạnh tới đoạn cuối mới ghi là potential nha nên ở đây cái câu d là nó à, cái câu b là nó sai mấy em còn c là lợi ích của chat gpt trong ứng dụng ai là sai chắc rồi đó anh nghĩ chủ ý nhiều bạn sẽ chọn câu b thôi nên câu này câu d sẽ chính xác nhất nha cái sự giới thiệu về chat gpt của u bình ai đây tiểu luôn nha em thấy mắc gì không à đề này thì anh chủ hiếu anh thấy cái đề bài đọc bảy câu á bài đọc bảy câu cũng dài mấy em Xem nha bài đọc bảy câu đề này phân loại này không phải cỡ cái đề hôm qua anh sửa hôm qua anh sửa cái đề à, cụm trường nam định Tao ơi cái đề cái đề cụm trường cái đề cụm trường nam định nó khó hơn cái đề sở nam định á đúng là đề trường nó khó hơn đề sở Đề cụm trừ anh thấy nó khó hơn đề sở Nam Định đó nha Rồi nào giả thử anh có đăng lên Youtube á Nó khó hơn đề sở Nam Định đó Và đọc nó phân loại dữ lắm Nhưng mà làm mấy cái đề đó mình lên trình hơn mấy em Làm mấy cái đề đó mình sẽ lên trình hơn nhiều nha Rồi tiếp luôn nha Tiếp luôn nha mấy em Anh nói luôn mà đọc hiểu 7 câu à 7 câu này thật ra là bài đọc nó cũng anh nghĩ là mấy bạn đọc hiểu hết đó nhưng mà cái cách người ta ra câu hỏi thì cũng rất là xịn nha em để nè xíu nè coi người ta ra câu hỏi nè bài đọc thì từ vựng nó thấy của mình thường nhưng mà cái cách người ra người ra đề ra câu hỏi rất là xịn luôn á rồi nói luôn nha để nè wow, good raise trong khi điểm tốt trong khi điểm tốt thì sao điểm cao à? trong khi điểm tốt thì quan trọng và nên là cái gì đó mà một học sinh nên phấn đấu cho strive for kiểu nỗ lực cho phấn đấu cho thì uh, chúng không nhất thiết là correlate correlate kiểu như là tương quan á chúng không nhất thiết là liên quan liên hệ mật thiết chúng không nhất thiết là tương quan với cái trí thông minh của học sinh rồi 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 khúc này là đò, cái này quan trọng nha để cái để cái 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 một em rất là quan trọng nè khi mà anh đọc tới khúc này là anh biết là tác giả bắt đầu nhắm nhắm tới là điểm số nó không liên quan gì tới cái trí thông minh đúng không đọc tới khúc này là mình phải hiểu là bắt đầu tác giả bắt đầu nói về cái gì Kiểu như là điểm số không liên quan gì tới trí thông minh của học sinh đó đoán rồi. đoán à đoán đoán anh vô xíu coi chính nha rồi students học sinh thì nên lo lắng ít hơn về điểm số và thay vào đó là quan tâm nhiều hơn về việc retain về việc giữ lại cái nội dung mà họ học và có được cái kiến thức thực sự đó để tác giả nói sao là mình nên bớt quan trọng điểm số đây Mà thay vì đó là mình phải giữ lại được cái nội dung Và cái kiến thức thực sự à, Có được cái kiến thức thực sự Có nghĩa là mình nên uh, chú tâm vào Cái nội dung á Cái kiến thức mình có thay vì điểm số Rồi đọc tiếp đoạn 2 nha wow, Mà mình làm, có làm được câu nào không ta À chưa mấy em chưa 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 David Thomas Một cái Principal Lecturer Một cái giảng viên chính ở ASU nói là có varying series có những cái giả thiết khác nhau về chứng minh uh, rồi để nha nhớ highlight mấy cái từ quan trọng mấy em bắt đầu nói về cái ông tên là David Thomas này nè ông nói là có nhiều cái giả thiết khác nhau về chứng minh thì mà trong số chúng là cái entity Series of intelligence trong số chúng là là chắc chắn là thế cho gì mấy em series nha Hãy cho cái chữ này mấy em thì đây cái câu uh, Câu đó là câu này đây Series là câu D nha Đấy cho series Câu D mấy em Rồi tiếp luôn nha Thì một trong số chính Một trong số chúng là cái giả thiết Giả thiết trí thông minh Giả thiết thực thể của trí thông minh Rồi không quan tâm lắm Cái mà miêu tả trí thông minh là stable Ổn định Không đổi á Có nghĩa là sao Ờ, à, Miêu tả trí thông minh ổn định trong suốt cuộc đời của một người có nghĩa là mưa tả tri ôn minh là không đổi em, như nó cố định á. Kiểu như là cái giải hiếc này nè là tri minh là uh, kiểu nó đi ngang 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 vậy thôi á, nó không có lên, nó không có xuống, không có lên, không có xuống, không có lên, không có xuống. Đó, ý ý ý, ý ở đây là tri ôn minh nó đi ngang vậy nè. Đó chứ nó không có lên xuống lên xuống. Rồi, cái đó là dãy đầu tiên. Thì Thomas nói là cũng có những người mà nghĩ ngược lại. À, là vẫn có những người nghĩ ngược lại nè. Là một người có thể thông minh hơn, không xúc được họ. Rồi, mình nghĩa là sao? Đọc câu này mấy em phải hiểu là tác giả nói là có giải thích là thông Minh là cố định, nhưng mà cũng có những giải thích khác là một người có thể thông minh hơn nha. Nghĩa là trí thông minh của họ có gia tăng lên nha. À, gia tăng lên đó. chứ à, không có đi hẳn đi nghe thôi. Thì ở quá rồi, trong khi có những cái lý khác nhau về cái trí thông minh là gì và liệu nó có thể cải thiện thì bạn có thể có được kiến thức qua suốt cuộc đời của bạn throughout the course of your life trong suốt cái khoảng thời gian cuộc đời của bạn á, this principle, cái nguyên tắc này nên là cái sự tập trung của giáo dục không phải là điểm số một người. Đó Đọc tới khúc này là tác giờ anh nói một hồi là uh, cái nguyên tắc này nên là trọng tâm của giáo dục không phải điểm số. Nghĩa là sao? Là 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 sao mấy em? Là mình có thể có được kiến thức trong suốt cuộc đời á, kiểu như là mình có thể học được cái gì quan trọng thay vì điểm số thôi. Rồi, ở đây là được câu số uh, 07 Ủa câu bảy hơi bị xịn luôn nha Thật sự là <laughs> Người ra đề anh nói là Cái đề này là giáo viên ra đề giỏi lắm nha Giỏi lắm em Rất là đỉnh luôn Chứ mà là... Chủ yếu là anh thấy cái câu cái Câu A nói Vô là nó xịn E đoạn 2 Ý nào sau đây là not stated Ý nào sau đây là không đề cập Về những cái giải thiết khác nhau Về trí thông minh Để nha Cái này nói về not stated cho em không đề cập. Câu A là gì? Many series, nhiều cái uh, giả thiết cho là human intellect cho là trí minh con người là dynamic là changing variable là một cái biến số rất là năng động và thay đổi. Thì mấy anh coi trong bài đọc có đề cập tới uh, many series không? Để con này con này đang chọn câu không đề cập nha. Nhiều giả thiết cho là trí minh con người là một cái biến số là năng động và thay đổi. Rồi, câu A có đề cập nha không phải đáp án thành anh có dễ mấy em rõ rồi nè cái ý, ý, của a ở đây là nhiều giải thích cho là chiêu minh con người là dễ hay đổi á đúng không nó không có cố định ở đây, nè mấy em à đây cho nên nha Tuy nhiên mấy em đọc kỹ á là một trong những cái giả thiết về trí thông minh là cái giả thiết này là miêu tả là sao miêu tả là cái trí thông minh là ổn định cố định trong suốt cuộc đời một người có nghĩa là một giả thiết á là sẽ cho triêu minh sẽ cố định em là đứng yên thôi à đứng yên thôi cố định đi ngang tuy nhiên sau đây thomas cũng nói là có những người nghĩ ngược lại đó đó là bắt đầu mình có này mình hiểu là triêu minh nó sẽ dao động đúng không đó và đó là một người có thể thông minh hơn more intelligent thông minh hơn trong suốt cuộc đời của họ nghĩa là cái chỗ này là triêu minh có thể dao động mà thay đổi rồi đó nghĩa là hầu hết mọi người sẽ có nhiều cái giải thích là cho là triêu minh tăng lên được thay đổi được đó thì ở đây là câu a là có đề cập nha hỏi rất là hay nha đó mấy em để nha cái 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 trí minh cố định là chỉ có một lý thuyết thôi một giải thuyết thôi thì nhiều có nhiều người là nghĩ ngược lại đó đó là trí minh có thể thay đổi cái biến số thay đổi nó tăng lên đó còn của b one theory một cái uh, giả thiết kết luận là trí minh là constant là một cái hằng số cái sự cố định trong suốt cuộc đời của một người rồi cung b có đề cập ở cái dòng nãy anh mới nói luôn là trí minh là cố định trong suốt cuộc đời một người thì đề cập ở đây nè em trí thông minh là cố định trong suốt cuộc đời một người. đây à, nè. What of them is the entity theory of intelligence? Đây nè. cái mà miêu tả trí thông minh là stable, ổn định, đó. cố định. nó kiểu như chỉ con constant mấy em. đó. là chỗ đó là một cái series nói về cái đó nha. là trí thông minh là một cái cố định. còn câu uh, c, students present state một cái trạng một cái trạng thái hiện tại của học sinh có thể override lấn át trí thông minh của họ bởi vì cảm xúc có xu hướng là chắc over có xu hướng là Lớn át hả Lớn át lý trí à con này thấy dễ rồi Được mấy đọc bài đọc có đề cập tới emotion không nguyên cái đoạn hai không có đề cập chữ nào emotion nhá nguyên cái đoạn hai anh không thấy chữ nào đề cập tới emotion mấy em nên câu c là không đề cập rồi còn câu d có những cái view khác nhau những cái quan điểm khác nhau á liên quan tới cái bản chất của trí minh rồi à, câu d để cả ba đây nè quan điểm khác nhau đúng không về bản chất của trí minh à, ở đây mấy em này này đây varying series on what intelligence trong khi có nhiều cái lý khác nhau dễ khác nhau về trí minh là gì Đó, à, dễ khác nhau về bản chất của trí minh đây đó là chỗ đó nha rồi tổng tiếp đoạn 3 luôn em thì uh, mọi uh, sinh viên ở hay là một học sinh ở ASU á, thì chuẩn bị cho một cái công việc và học về những kỹ năng cần thiết để làm tốt ở trong cái ngành công nghiệp mong muốn của họ thì cái điện ảnh A có địa điểm A trong bài test sẽ không có ý nghĩa gì các bạn không thể ứng dụng cái tài liệu bạn học trong những cái tình huống thực tế rồi rồi rồi, rồi. Cái ý này quan trọng à kiểu như là sao mấy em tác giả nói là điểm kiểu như là điểm cao là không nghĩa lý gì nếu mình không có ứng dụng được các mình học trong cuộc đời á đúng không kiểu kiểu vậy đó sau đây just because chỉ bởi vì một người có điểm a trong lớp hay là ở trong cái barrett gì đó nó không có định nghĩa được triêu minh à Nghĩa là điểm cao là không định nghĩa triêu minh nha similarly tương tự ai đó mà có điểm d trong lớp không nhất thiết là học dốt không nhất thiết là khô minh không nhất thiết là ngốc á ngu ngốc bởi vì có những yếu tố khác mà ảnh hưởng đến điểm số rồi đọc tới khúc này mấy em phải hiểu là sao kiểu như là điểm cao chứ chắc là thông minh còn điểm thấp chứ chắc là ngu như vậy rồi check biggest for example bây giờ lấy ví dụ của ông biggest à. a very wealthy and successful man một người đó ông rất là giàu và thành công người mà bỏ học á rất bao bỏ học à rất bao bỏ học một người mà bỏ học ở trường đại học harvard hai năm đại học bỏ học 2 năm chưa lấy bằng á và sau đó thì trở thành một nhà đồng sáng lập của Microsoft ông ấy thông minh và tuy nhiên ông ấy không có bằng đại học nhưng ông ấy bắt đầu công ty rồi nói chung là tôi đã đưa ông Bill Gates này vô làm gì em kiểu như cho thấy là điểm số không quan trọng đúng không điểm số không có quyết định được tương lai của một người không quyết định được trí thông một người nhưng ông Bill Gates kiểu như là ông bỏ học đại học nhưng mà ổng vẫn thành công đó kiểu như là điểm số không quan trọng trong việc quyết định tương lai của một người nên tiềm năng mọi người ạ. đây nên thấy mình làm được câu sổ à. Ờ không, a, anh đang nói a, trong bài đọc nha chứ anh chưa nói là chứ, chứ anh chưa có nói là là, là 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 bỏ học là thành công nha. Anh chưa nói là bỏ học thành công nha. Anh đang anh đang nói trong bài đọc. chứ anh a, không có nói ý kiến của mình nha. Đang diễn giả theo bài đọc thôi. Từ đây nha, đoạn 3. Tại sao tác giả đề cập câu chuyện của Burgess bỏ học đại học à tại sao tác giả đề cập câu chuyện Bill màu đại học đây thì câu A là gì sim lai like để ngủ ý là một người drop A là một người bỏ học á để ngủ ý là một người bỏ học trường Harvard thì không giống như một người bỏ học của trường bình thường hay là một trường đại học bình thường hay là địa phương á là câu A sai chắc rồi Tuy nhiên liên quan tới uh, trường này trường kia đâu có so sánh trường này trường kia đâu câu B to testify that to testify chứng minh này chứng minh cái brilliance chứng minh uh... wow, hoàn công rồi à. à không, thật ra là nhiều người nghĩ vậy mà à, nhiều người nghĩ vậy lắm nhưng mà, hiện tại em ơi ông bác Bill Gates là hiện tại đó, phải lắm á với lại là bác có gốc nữa bố là bố là rất to lắm á bố là như là thống đốc bang hay là gì anh quên rồi nhưng mà người ta hiện tại á rồi lắm kiểu như là trường học chỉ kiềm hãm bác VGS là thôi chứ <laughs> chứ không giúp được bác nhiều kiểu như hiên dậu quá rồi, à. à, rồi tiếp nha cô <laughs> về là gì đây to testify để chứng minh là cái brilliance chứng minh là cái trí thông minh và cái innovation cái sự đổi mới sáng tạo của đồng sáng lập Microsoft à, chống lại cái hardship chống lại có khó khăn à, trong bài đọc không có nói chứng minh riêng minh của cover của Microsoft nha không chứng minh riêng minh gì hết khu C để illustrate để minh họa điểm số và chứng chỉ không phải luôn luôn translate to không phải luôn luôn chuyển thành cái tiềm năng tương lai của một người à, đúng rồi Cô C đúng rồi để minh họa là điểm số và chứng chỉ không phải luôn luôn chuyển thành cái tiềm năng tương lai của một người thì đề cập ở đây mấy em à, thực ra là đề cập nguyên cái đoạn này luôn á cái đoạn 3 Ờ uh... Chuyện như lần trước đây tác giả đã nói kiểu gì mấy em Như tác giả nói là gì à, điểm A Điểm cao trong bài kiểm tra Không có nghĩa lý gì nếu bạn không phải ứng dụng Trong hồi cuộc sống thực tế à, Như mọi người điểm A Điểm cao á, là không có định nghĩa được trí thông minh Tương tự là một người điểm D Điểm thấp á, là không nhất thiết là ngu Đó, kiểu như là điểm số là không có quyết định đến cái trí thông minh của người điểm cao chưa chắc là giỏi còn chắc là thông minh và điểm thấp chứ chắc là ngu đó. cái dẫn cho ông Bill Gates vô kiểu như ông này bỏ học cái nhiều người nghĩ là bỏ học là kiểu ngu quá nhưng mà ông ấy thành công đó. kiểu như là cái ý ở đây dẫn cho là bởi vì điểm số chứng chỉ gì đó nó không có quyết định liên quan tới cái tiềm năng trong tương lai nha đó. không có triển hành cái tiềm năng trong tương lai còn OD để khuyến khích các cử nhân làm việc và trải nghiệm cuộc sống trước khi mà học đại học À, câu đề là không có đề cập nha không có nói trải nghiệm cuộc sống trước câu đề là sai rồi đọc tiếp cái đoạn đoạn này đoạn mấy ta đoạn bốn em additionally ngoài ra thì thomas nói motivation bây giờ để nói tới động lực à? motivation nói động lực là sao đây nói động lực đóng một vai trò quan trọng trong điểm số một người bây giờ đề cập tới động lực à? motivation thì a student một một uh, học sinh rồi ta, một học sinh với cái động lực với cái mastery oriented motivation, động lực uh, định hướng uh, thành thạo phải ta, động lực định động lực hướng đến sự thành thạo, sự giỏi giang, tiếp cận lớp học với cái sự tò mò và sở thích trong cái môn học. À, đây nói về cái động lực uh, hướng tới cái sự thành thạo. Trái lại một sinh mà với cái định hướng, động lực định hướng thành tích là chỉ uh, soli chỉ đến lớp từ cái uh, quan điểm điểm số rồi ở đây mấy em đọc chỗ phí hiệu này phải hiểu nè ở đây nhiều bạn hơi rối chỗ này á Tự như là chỗ này là sao đây một học sinh với cái động lực định hướng về cái uh, sự thành thạo cũng như là học sinh này là giỏi thật sự á như là người ta có động lực người ta muốn kiểu uh, rất là giỏi do sự á sự thành thạo là tiếp cận lớp học với sự tò mò và sự hết đúng không trong khi học sinh mà định hướng thành tích thôi á cứ như quan tâm điểm số thôi là chỉ đến lớp với mục đích là điểm số đã đó khi là mấy người mà giỏi thật sự là ta sẽ đến lớp với sự tò mò và thích thú còn điểm số quan tâm điểm số thôi thôi là chỉ quan tâm tới điểm à, là, cái cái điểm số thôi đó thành tích thôi đó. động lực về hành tích chỉ quan tâm điểm số thì nếu mà mọi người Dành cùng cái khoảng thời gian làm việc để đảm bảo là họ retain họ giữ lại cái thông tin quan trọng như là khi họ hứt quy học bài gram 4 finals với quy hoạch bài vậy cuối kỳ á. họ thể thông minh hơn thì học sinh nên tập trung vào việc phát triển critical thinking kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ thông tin trên bài test. rồi nó giả nói một hồi mà nói về cái gì mấy em? nói là mình nên phát triển mấy cái kỹ năng quan trọng á, tư duy phản biện, hiểu vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ thông tin trong bài test thôi. rồi vừa nãy nói là cái gì ta? những số quan trọng mấy em? Nên quan trọng mấy cái kỹ năng gì đó A Transcript Một cái bản điểm Chỉ cho thấy một cái động lực của học sinh Cái sự cống hiến Và cái work ethic Cái này là work ethic là gì mấy em Hình như là cái Work ethic Cái gì ta Cái đạo đức nghề nghiệp à Ethic như là đạo đức á Đạo đức này đạo đức nghề nghiệp Thì đạo đức Đạo đức hoặc là cái thái độ Hành vi Thì chính xác nhất là câu A nha Conduct Nó giống với ethic Cái đạo đức á cái đạo đức, cái hành vi Là chính xác nhất là câu A nha Conduct Câu B, Honor là vinh dự rồi Câu C, Luật Câu D, Criteria là tiêu chuẩn Criteria là tiêu chuẩn Câu A nha mấy em Rồi à, tiếp luôn nha à, Không phải là cái tính cách Humor Không phải hước hay là kinh nghiệm làm việc gì đó Trong khi điểm số vẫn quan trọng Matter Quan trọng Chúng ta cần phải đánh giá cái triều minh qua điểm số Và hãy vào đó nhận thức được cái triều minh đến từ mọi hình thức mòn dạng rồi nói chung là chỗ này nói về cái gì em à, tới giải chốt một hồi là mình nói là điểm số quan trọng nhưng mà mình cũng đừng có đánh giá chương minh một điểm số gì đó rồi ở đây anh thấy làm được câu 44 à Câu nào sau đây suy luận từ cái bài đọc đây thế là sau đây suy luận từ cái bài đọc con là gì em the biggest misconception misconception là một cái quan niệm sai lầm á cái quan niệm sai lầm lớn nhất về điểm số và trí thông minh là chúng tương đương với nhau equivalent tương đương à, đọc tới chỗ này mấy em kiếm trong bài đọc chỗ nào được cập tới equivalent đây tương đương thế là nhận thức sai lầm đó rồi câu a đúng em câu a đúng nha câu a đúng luôn đây cái cái cái, 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 quan niệm sai lầm lớn nhất về điểm số trí thông minh là chúng tương tự với nhau đây để cập ở đây nè quan niệm sai lầm tương đương với nhau anh nghĩ là chính xác nhất là ở đây mấy em ở à, đồng luôn anh nè à, để ý kể trong khi điểm cao thì quan trọng và nên là một cái gì đó mà mọi học sinh nên phấn đấu cho chúng không nhất thiết à không nhất thiết tương quan với trí thông minh của học sinh à correlate cor là tương quan á correlate thì nó sẽ anh thấy là nó sẽ giống giống với chữ à, ở đầu đầu rồi ta À, giống với chữ equivalent đấy, em, em, tương tự, đó. tương đồng, đó thì câu đó là đáp án nha. kiểu như là trung minh và điểm số không liên quan với nhau, đó không nhất thiết là phải tương quan với triêu minh, điểm số không nhất thiết tương quan với trung minh, Như là không nhất thiết kiểu như là quan điểm sai lầm đó, đó. sai lầm khi nghĩ là triêu minh và điểm số tương tự với nhau, tương đồng với nhau, đó nên chỗ đó nha. Thế là em cũng để kỹ là cái đoạn này cái tác giả cũng nói là điểm cao là chưa chắc thông minh và điểm thấp thì chưa chắc là ngu dốt đó là sai lầm khi mà nghĩ nó giống nhau rồi uh, uh, còn của b thì sao the relevance cái sự liên quan của trí thông minh cho điểm số đã thay đổi thời gian à, trong bài đọc thì uh, không có nói là thay đổi thời gian mấy em has changed over time không có đề cập trong bài đọc nha câu c trí thông minh được xem là cái sự dự đoán lớn nhất mạnh mẽ nhất trong cái hành tụ uh, scholastic hành tụ hành tụ học tập mà à, trong bài đọc không có nói cái gì mà strongest reader hành tụ học tập gì nhá không có nói em không có nói cái strongest reader hết nha UD điểm thấp có thể là lý do của sự lý biến thay vì cái khả năng học tập trong bài đọc không hề đề cập tới laziness nha trong bài đọc không có đề cập tới laziness đây câu này là câu a rồi anh thấy mình làm được câu số uh, 48 luôn nè 48 Ý nào sai đúng theo các bài đọc Ý nào sai đúng theo bài đọc đây Câu A David Thomas tin là enthusiasm Tin là cái sự nhiệt tình Claims a marginal position à, uh, Tin là sự nhiệt tình đó à, uh, Đóng một cái vai trò marginal Ở đây mình đóng marginal đi em Marginal Marginal chắc là tính từ của chữ margin đó. Margin cái nhìn cái lời á Kiểu như nó rất là hẹp mấy em Lời cái uh, cái lời cái biên độ rất là hẹp thì tính từ cũng như là nó rất là nhỏ đó, thì marginal position chỉ như một cái vị trí, cái vai trò rất là nhỏ, thì ở đây ghi là david Thomas tin là cái sự nhiệt tình đóng một cái vai trò với vị trí rất là nhỏ trong hành tích, đâu có phải đóng vai trò nhỏ không? marginal position câu a sai này, nó sai chữ này em, nó sai chữ marginal, đó. vai trò rất là nhỏ là sai, trong bài đầu này chỗ này này em, đây 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 Additionally, Thomas said motivation plays a big part in a person's phrase. Đó là sao? Thomas nói là cái động lực đóng một vai trò rất là lớn. À đây, a big part, một cái vai trò rất là lớn trong điểm số của một người. A big part nha. Cái câu A nó ghi là à, đâu rồi? Marginal position, một cái vai trò rất là nhỏ là sai. Còn câu B thì sao? What we obtain and retain Cái mà chúng ta obtain Cái chúng ta có được và retain và giữ lại thì quý giá hơn so với những cái kết quả cuối cùng rồi cũng bơi đúng em cái mà chúng ta có được và giữ lại thì quý giá hơn so với cái kết quả cuối cùng cũng như là quý giá hơn cái điểm số á cái chúng ta có được và giữ lại thì đề cập ở dòng thứ ở à, đây luôn em đây, đây, đây chỗ này nè sao mấy cái highlight này nó đậm quá ta màu xám à xám thì nó tối quá nó sẽ lá luôn đi Đó, à, ở chỗ này nha em chỗ này nha đó ở đây nè là học sinh nên ít lo lắng về điểm số mà thay vào đó quan tâm nhiều hơn về việc retaining the content đó thay vào đó là mình phải uh, quan tâm nhiều hơn việc giữ lại cái nội dung, cái kiến thức mà mình đã học á và có được cái kiến thức thực sự. Đó là chỗ này nha. Kiểu như là mình bớt quan tâm điểm số đây mà đó là giữ mà mình phải quan trọng hơn về cái giữ lại cái kiến thức mà mình đã học. Kiến thức mình sẽ học á và có được cái kiến thức thực sự. Đó. Thì nên câu này là câu uh, B đó, cái chúng ta có được option này và giữ lại như là kiến thức á thì quan trọng hơn so với kết quả cuối cùng, so với điểm số đó. Câu C, những, những cái khóa học ở những cái mức độ rigor, mức độ uh, nghiêm ngặt và chuyên sâu khác nhau, có thể thách thức học sinh khác nhau à. À, câu C không có đề cập tới rigor and depth nha. Câu D, proficiency in class students, những học sinh có xu hướng là proficiency, xu hướng là giỏi giang, thành thạo, cho thấy less curiosity, cho thấy cái sự tò mò ít hơn trong những học thay vì những học sinh có xu hướng điểm số rồi câu d là nó sai chữ less curiosity mấy em nó sai chỗ này để nha proficiency in life students là ở đây nè đây này đây này chỗ này nó sai chữ less đó. đây là một học sinh với mastery oriented motivation học sinh với động lực định hướng về cái mastery cái sự chuyên sâu sự hành hảo cái sự giỏi giang thực sự đó là đến lớp học với sự tò mò trong khi học sinh mà với cái động lực liên quan tới hướng tới hành tích thôi thì chỉ đến về điểm số có nghĩa là học sinh mà giỏi thật sự là sẽ đến lớp với sự tò mò và sự hứng thú nha Đã đó, là người ta tò mò hơn chứ ít tò hơn, ít tò mò hơn hồi nào nên cũng đây là sai rồi ở đây mình làm được câu tiêu đề luôn em câu 45 45 mình dùng cái gì đây câu sổ 45 cái tiêu đề của bài đọc là gì đây tiêu đề của bài đọc là gì ở đây câu uh, đề anh thấy tư đề dễ rồi đây em thấy à, anh nói rồi nha cái đoạn một quan trọng nè do mấy em thấy điều đầu tiên tới giờ đã nói là cái gì uh, điểm số quan trọng tuy nhiên á chúng không nhất thiết tương quan không có nhất thiết liên hệ mật thiết với trí minh hả học sinh nên ít quan tâm hơn về điểm số hay là tập trung vào cái gì mà mình học được là bắt đầu tới giờ nói về cái uh, điểm số và thông minh không liên quan với nhau đúng không Đoạn hai thì phân tích kỹ hơn là mấy cái lý giả thuyết và trí thông minh đó. Tác giả cũng nói thêm một ý là cái nguyên tắc này là nên là trọng tâm giáo dục không phải điểm số. À, điểm số không quan trọng. Cái đoạn 3 thì nói về kiểu điểm số uh, điểm ca chỉ chắc là giỏi, chỉ là minh. Thì hết chưa chắc là dở. À, dẫn cho Bill Gates vô. Điểm uh, học bao đại học và với hành trọng đó. Cái đoạn kế thì nói về động lực bla bla. Tác giả cũng nói thêm là mình nên phát triển những cái kỹ năng quan trọng thay vì chỉ học kiến thức bình thường thôi đoạn cuối vẫn nói về uh, cái gì ta uh, ngừng đánh giá điểm thông minh qua điểm số rồi chính nó về cái cái gì em điểm số không liên quan gì tới cái uh, triêu minh đúng không điểm số không liên quan gì triêu minh là câu b Grades don't correlate with a student's intelligence Đó thì câu này là câu b nha điểm số không có tương quan với triêu minh của một học sinh câu a standardized standardized test những cái bài kiểm tra chuẩn hóa là superficial cái này là hời hợt á kiểu rất là hời hợt không có kỹ lưỡng mấy em hời hợt và không cần thiết không có đề cập nha cô xem có nỗ lực để kiểm tra cái triều minh của học sinh lớp cao hơn à câu đề mô hệ mật thiết giữa điểm số và IQ sai rồi rồi mấy em coi coi chỗ này mình có thắc mắc chỗ nào không em thắc mắc chỗ nào không ta ổn ừ, không ok không Mày đọc này dài chứ nó thiếu nào không ta chắc không ha à? ừ Đây, mấy người nữa thi thôi ăn quá ừ. à, chắc được nha à, chắc là chắc là ok nào hiu nào hồi ờ, và đọc này hay quá chất xám không <cười> 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 rồi hoa nhau mấy em Hai bài nha, cố lên nha Cố lên nhé Don't give up We can do it Yeah, yeah, yeah Cố lên, ráng uh, cho tố sau này quẩy sao <laughs> Cố lên nha Dù mà phải rất cố gắng mỗi ngày đó À uh, Cố gắng nhiều lắm em Nhìn em ráng lên nha Nhưng mà cuộc Dạ, mấy cái đề này cũng không dễ đâu Rồi bye bye nha. Tạm biệt. <laughs>